Đó là ước nguyện một vì sao của Hà Nhi. Còn ước nguyện của người nghệ sĩ đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay, đó là đưa đàn nhị lên một tầm cao mới. Xin được giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thùy Anh, giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Xin chào chị. Lời đầu tiên cho Thùy Anh xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng. Ngày hôm nay thì chị Thùy Anh mang đến đây cây đàn nhị. Và Minh Hằng được biết là ở trong phía miền Nam thì hay gọi là đờn cò đúng không chính ạ? Xác. Và nó sẽ thường xuất hiện ở trong những cái đám hiếu này hoặc thậm chí là đàn ca tài tử. Nhưng mà cái giai điệu của nó thì thường bao giờ cũng hơi buồn một chút, hơi da diết một chút đúng không ạ? Minh Hằng nhận xét hoàn toàn đúng. Hôm nay cho phép Thùy Anh sẽ thể hiện một cái tác phẩm Vó Ngựa Trên Mây của nhạc sĩ Trọng Quang. Đây cũng là một cái tác phẩm rất là nổi tiếng và đã đạt giải nhất trong các cuộc thi toàn quốc về âm nhạc nhạc cụ dân tộc. Wow. Thì anh xin phép được thể hiện nhé. Vâng, okay. Xin mời chị. Thế là nghệ sĩ chúng ta đã sẵn sàng rồi. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục Vó Ngựa Trên Mây của nghệ sĩ ưu tú Thùy Anh. Xin mời. Và tôi không biết là qua màn ảnh nhỏ thì khán giả có cảm thấy được cái năng lượng trong cái phần biểu diễn vừa rồi không? Nhưng mà chúng tôi với Cà phê sáng ngày hôm nay thì thực sự như là bừng tỉnh với cái sự mãnh liệt này, sự quyết liệt của cái phần biểu diễn vừa rồi. Và hình ảnh cây đàn nhị đã hoàn toàn đã thay đổi rồi ạ. Một cái phong vị hoàn toàn khác đúng không chị? Cảm ơn Quân và Hằng đã có những cái lời động viên rất tích cực trong một buổi sáng. Vâng ạ. Tôi thấy là cây đàn nhị này bây giờ thì nó không chỉ đơn giản là một cây đàn trong tiềm thức của chúng ta, là một cây đàn truyền thống với những giai điệu buồn mang mát, da diết nữa, mà nó còn xuất hiện ở những cái dàn nhạc này khi mà kết hợp với những nhạc cụ phương Tây nữa đúng không chị? Chính xác. Cái đàn nhị này thì không chỉ chơi những cái âm hưởng buồn đâu, mà bây giờ nó còn có khả năng độc tấu và cái lối trình diễn rất là phong phú. Và ngoài cái việc trình diễn những cái tác phẩm của Việt Nam thì Thùy Anh cũng mạnh dạn thể hiện những cái tác phẩm được chuyển soạn từ violon, từ piano, từ guitar sang cho đàn nhị. Và khi những cái tác phẩm đó được biểu diễn ở trên sân khấu nước ngoài thì được đón nhận rất là nồng nhiệt. Nếu thể thử một đoạn, vâng nhé. Rất đát của nhạc sĩ Vi Mông Ti. Vâng, tôi chắc rằng là khi mà chị biểu diễn những cái giai điệu này ở trên sân khấu nước ngoài thì nó sẽ là một cái sự kết hợp rất là thú vị giữa một nhạc cụ truyền thống của Việt Nam với cái âm hưởng phương Tây. Bên cạnh đó thì cây đàn nhị này còn điểm gì thú vị để có thể bật mí với chúng tôi nữa không ạ? Một cái gì đó mà chúng ta chưa bao giờ được biết đến chẳng hạn. Đây tiếng là... chim hót đâu chị? Oh,
cho một buổi sáng đúng không? Wow. Tức là với một cái đàn nhị nhưng mình có thể biến hóa nó theo những cái cách chơi khác nhau và những âm thanh khác nhau đúng không ạ? Để mang đi cái sự tò mò và cái cảm giác thú vị hơn cho người nghe. Vâng, để có thể làm ra những cái âm thanh nó rất là đặc biệt như vậy. Chị đã gắn bó với cây đàn nhị bao lâu rồi ạ? Wow. Rất là vui hôm nay mình có thể được chia sẻ. Tức là may mắn mình đã gắn bó với cây đàn được 40 năm. Năm nay tròn 40 năm. Wow. Và câu chuyện thì không hề đơn giản tí nào. Vâng. Mình là một cô bé khá hiếu động và bị bắt học ngay từ lúc 6 tuổi. Với một cô bé hiếu động thì vì cái việc mà ngồi cầm đàn mà cứ để tập kéo hai cái dây buông thì nó rất là khó khăn và nó từng tạo ra những cái âm thanh ọ ẹ làm cho mình rất là nản. Nhưng mà vì bố là một nghệ sĩ cũng chơi đàn nhị của nhà hát nhạc Việt Nam thì bố đã bắt con theo học. Chị thì theo học đàn violon phương Tây rồi, em là đàn nhị dân tộc Ấn Định luôn. Và thế là mình cứ phải theo lời bố thôi và tập bị bắt học mà có những cái dòng nước mắt cùng với cả tiếng đàn cùng với tuổi thơ của mình. Nhưng nó rất là thú vị. Và sau một thời gian khi mà mình học, mình đã đánh được một số bài, những bài rất ca nhỏ nhỏ thôi, mình cảm thấy nó rất là hay và nó truyền cảm thì bắt đầu yêu cây đàn nhị. Và lúc đấy thì không cần bố phải bắt nữa và con đã tự giác học. Và đến tận ngày hôm nay mình may mắn là mình học được tại ở ngôi trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Và hiện giờ là mình cũng là giảng viên của ngôi trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Yêu cây đàn nhị rồi tập cây đàn nhị, gắn bó với cây đàn nhị suốt 40 năm qua. Nhưng mà điều gì thôi thúc chị để có thể kết hợp cây đàn nhị truyền thống của Việt Nam với những cái phong vị của nước ngoài, hay là mang đến khám phá những cái nét rất là mới, rất là độc đáo của cây đàn nhị này? Thì anh cũng rất là may mắn. Tức là trong quá trình học thì đã được tham gia rất nhiều nhóm nhạc. Mới đầu là nhóm nhạc Trăng Tròn này ở độ tuổi 15, được các cô giáo đã yêu ái, cô chủ nhiệm khoa, cô Hòa Bình đã rất là yêu ái để chọn thành lập một nhóm nhạc toàn nữ nhá, 15 tuổi, độ tuổi Trăng Rằm. Sau đó là nhóm nhạc Hương Cau rồi Bông Hồng Trắng rồi Cỏ Lạ nữa đúng không ạ? Cỏ Lạ là sau, Cỏ Lạ đến 2006 thì đấy là một bước ngoặt nữa đối với Thùy Anh. Khi mà tham gia nhóm Cỏ Lạ thì là một phong cách mới hoàn toàn, không phải là những cái gì thuần túy của nhạc cụ dân tộc trước nữa, mà nhóm Cỏ Lạ đã là sự kết hợp của nhạc cụ dân tộc với âm nhạc hiện đại hơn, với những cái nền âm thanh hòa âm phối khí mới hơn và đặc biệt là phong cách biểu diễn. Và hơn nữa là nhóm Cỏ Lạ là thành viên là 6 cô gái, và 6 cô gái đều lớn lên ở ngôi trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và họ gắn bó với nhau rất là thân thương như một gia đình. Điều đấy là niềm vui và niềm tự hào, có một chút hãnh diện khi mà nhắc đến nhóm Cỏ Lạ. Ngoài việc chuyên môn của các bạn rất giỏi và mỗi người có một cái cách sáng tạo rất là riêng thì cái tình cảm mọi người dành cho nhau là cái điều mà mình đáng tự hào. Vâng, được biết rằng là tình yêu với cây đàn nhị cũng đã giúp chị cho ra mắt những cái album. Và chị có thể chia sẻ về album mình vừa ra mắt. Thật là tuyệt vời. Rất là may mắn cho Thùy Anh, tức là được xuất hiện trong chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay để chia sẻ đôi chút về album mới của mình. Đó là dự án để kỷ niệm 40 năm sự nghiệp của Thùy Anh gắn bó với cây đàn. Album có tựa đề là Lắng. Chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của album này ở trên màn hình của chương trình đúng không ạ? Lắng để nghe, để cảm và để thấy một chút bình yên trong tâm hồn, để nghe những âm thanh giai điệu từ những cái khu rừng rộng lớn mang lại những cái nguồn năng lượng tích cực cho mỗi người. Đấy là điều Thùy Anh muốn gửi tới từ album Lắng lần này. Và rất là may mắn là album Lắng lần này là được sự kết hợp cùng với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Anh là một nhạc sĩ đã có tên tuổi từ lâu rồi và là may mắn. Và cái cơ duyên này cũng không thể nào quên nhắc đến bạn Bảo Lan ở nhóm Năm Dầm Kẻ. Bạn đã là người kết nối và đã hỗ trợ Thùy Anh tương đối nhiều trong cái dự án lần này. Và Thùy Anh rất là vui khi được gửi đến quý vị khán giả một cái sản phẩm nó lại mang một cái bước tiến hơn nữa. Đó là âm nhạc rất là đương đại từ cây đàn nhị, chỉ không là những cái ỉ eo buồn như mọi người vẫn thường cảm nhận, mà nó đã được mang một cái sắc thái hoàn toàn mới. Và rất là mong album Lắng được khán giả đón nhận và để đồng cảm chia sẻ những cái cảm xúc của Thùy Anh đã gắn bó với cây đàn trong suốt 40 năm qua. Khi mà nghe chị Thùy Anh chia sẻ như vậy thì tôi tin chắc rằng không chỉ ở chúng tôi đâu mà tất cả những khán giả của Cà Phê Sáng cũng rất là mong đợi có thể được lắng nghe, thưởng thức những tác phẩm ở trong album Lắng này, và cùng với đó thì được truyền cái tình yêu của âm nhạc dân tộc Việt Nam kết hợp với âm hưởng, phong vị của âm nhạc thế giới ở trong một cái album rất là đương đại. Xin cảm ơn chị Thùy Anh hôm nay đã đến với Cà Phê Sáng và mang đến cho chúng tôi một cái nguồn năng lượng rất là tươi mới cho buổi sáng ngày hôm nay. Chúc chị sẽ thêm thành công hơn nữa và gắn bó với cây đàn nhị. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn Cà Phê Sáng đã tạo cơ hội cho Thùy Anh có mặt ở buổi sáng ngày hôm nay. Rất là thú vị và tràn đầy năng lượng. Chúc một buổi sáng, một ngày mới tốt lành và nhiều năng lượng.